Xin chào các bạn, mình là Hoàng Minh Ngọc. Hiện tại thì mình cũng công tác trong cái lĩnh vực bất động sản được 6 năm nay rồi. Và hiện tại bản thân mình thì cũng đang là một trong số những chuyên gia phân tích và tư vấn đầu tư về thị trường bất động sản. Và vừa rồi thì bản thân Ngọc cũng nhận được khá nhiều câu hỏi từ phía anh chị bạn bè rằng là hiện tại thì mình nên đầu tư vào thị trường nào để đem lại cái sự an toàn cho các nhà đầu tư. Nói chung thì về cái thị trường hiện tại thì mình đang gồm có một số kênh đầu tư để các nhà đầu tư lựa chọn. Thứ nhất thì mình có thể kể tên ra, đó là đầu tư về vàng bạc ngoại tệ, hay thứ hai đó là đầu tư về cổ phiếu, thứ ba là về chứng khoán, cái thứ tư là đầu tư về tài chính, thì tài chính thì bao gồm có là Bitcoin này hay là Forex các thứ, cái thứ năm đó là đầu tư về bất động sản. Thì sơ lược mình sẽ đi tổng quan từng cái mục, từng phần mục. Thứ nhất là đầu tư về vàng bạc hoặc là ngoại tệ, thì thực chất mà nói thì hiện tại thì nó cũng ảnh hưởng chung của thị trường, hiện tại thì nó sẽ tăng giảm, nó tăng giảm thất thường. Thứ hai đầu tư về cổ phiếu hay là chứng khoán cũng vậy. Thứ ba về cái gửi ngân hàng thì sao? Đối với gửi ngân hàng thì hiện tại thì ngân hàng nhà nước Việt Nam mình cũng đang là giảm cái mức lãi suất huy động, và như vậy thì cái số lượng tiền gửi và nó không được cao, và cái thứ ba nó cũng có ảnh hưởng một số cái rủi ro. Và hiện tại thì có như vừa rồi cũng một số cái vụ phốt của ngân hàng ấy, thì là các nhà đầu tư gửi tài chính nó bị rút giết chẳng hạn, thì mình không kiểm soát được cái đấy, và có những cái mật bảo vệ tiền gửi thì nó chỉ có hạn mức có 70 triệu thôi nếu như các bạn vào mua. Và cái thứ tư đó là đầu tư về tài chính, thì có forex thì nó cũng sẽ ảnh hưởng chung của thị trường. Nếu như mình không có kiến thức rộng thì các nhà đầu tư nó rất là rủi ro. Và cái thứ năm thì mình sẽ nói về cái thị trường bất động sản. Đấy, thị trường bất động sản thì bao gồm một số cái phân khúc, sau đây thì mình sẽ kể ra cho các bạn để các bạn nắm rõ được. Thứ nhất là có các phân khúc như là chung cư, căn hộ. Thứ hai đó là biệt thự liền kề, shop house. Cái thứ ba nữa là cái thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Và cái thứ tư nữa đó là sản phẩm về bất động sản Vendo. Đấy, thì đối với cái sản phẩm như là bất động sản như là chung cư và căn hộ thì cái này nó chỉ phù hợp với đối với những cái bạn trẻ, và mục đích chính của mình đó là để ở. Đấy, mục đích chính của để ở thì bao gồm nó có đầy đủ những cái tiện ích và hệ thống an ninh. Đấy, nhưng mà bởi vì ngược lại thì về cái đầu tư, giá trị đầu tư nó sẽ không nhiều. Ở đây thì cá nhân Ngọc thì Ngọc cũng có rất nhiều các anh chị bạn bè cũng đã từng mua chung cư để đầu tư. Ví dụ mình chỉ lấy ví dụ thôi thì mình có chị Liên ấy, là chị mua một căn chung cư ở Royal City. Hiện tại cái giá chung cư nó là 4 tỷ, nhưng mà hiện tại hàng tháng của chị thứ nhất là 4 tỷ đấy là nhà, thì mình phải sắm thêm một số cái trang thiết bị nội thất vào trong đó, và hiện tại thì chị cho thuê một tháng này được có khoảng 15 triệu. Và như vậy nếu mà chia trung bình ra một năm của chị là được 180 triệu, và mình chia ra thì trung bình lãi suất theo lãi suất gửi ngân hàng thì nó sẽ được từ 3 đến 3,9% trên một năm. Còn phân khúc đầu tư tiếp theo đó là liền kề biệt thự shop house, thì về cái giá trị của đầu tư nó sẽ rất là cao. Nếu mình nói trong ngoại thành, trong nội thành chẳng hạn, thì đối với những căn shop house bây giờ trung bình thì nó cũng rơi vào tầm khoảng chục tỷ đến khoảng 20 tỷ một căn. Và những căn biệt thự thì giá trị mình không phải nói được, nó rất là giá trị lớn. Và thứ ba là những cái căn liền kề thì ít nhất đâu đó nó cũng phải rơi vào nếu vùng cách Hà Nội, cách trung tâm Hà Nội nó khoảng 10 cây thì nó cũng rơi vào từ khoảng 3 đến 5 tỷ. Còn nếu cách trung tâm Hà Nội khoảng ngắn hơn một chút thì trong nội thành thì ít nhất để với liền kề nó rơi vào từ 7 tỷ trở lên rồi. Thì như vậy thì cái mức đầu tư để cho thuê nó sẽ không được cao đâu. Đấy. Còn đối với cái phân khúc tiếp theo đó là về cái sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng, thì đối với cá nhân mình đánh giá thì cái thời điểm này nó không phải thời điểm tốt để dành cho các nhà đầu tư nữa. Bởi vì như mình không đi phân tích nhiều vào cái yếu tố bất động sản nghỉ dưỡng, nhưng mà vừa rồi thì trên thị trường nó có một cái vụ phốt, đó là về như các bạn đã biết đó là vụ Combo Bank, về cái vấn đề cam kết về chi trả lợi nhuận cho khách hàng sau 5 năm hay 10 năm. Nhưng nếu như mà bản thân mình chỉ có một cái suy nghĩ thôi, thì nhất là hành lang pháp lý nó chưa rõ ràng là cái yếu tố đầu tiên. Cái thứ hai là liệu sau 5 năm, 10 năm thì cái sản phẩm bất động sản đấy sẽ như thế nào, đúng không ạ? Thì với những cái tiêu chí như bất động sản nghỉ dưỡng vừa rồi thì nó sẽ không còn là cái, nó cũng khá là rủi ro cho các nhà đầu tư. Và cái phân khúc thứ 5 mà mình muốn
chia sẻ đến các bạn đó là những cái sản phẩm bất động sản Vendo. Vendo thì nó sẽ cách cái bán kính trung tâm Hà Nội khoảng 3 đến 60 km. Và hiện nay đặc biệt nhất là về thì như là như mình đang triển khai đó là về thị trường Hòa Lạc. Tại sao cái các nhà đầu tư quan tâm đến cái thị trường bất động sản Hòa Lạc? Vì thứ nhất là Hòa Lạc là một trong 5 siêu đô thị vệ tinh lớn nhất của cả nước mình là một. Cái thứ hai ở trên đấy, thứ nhất là đầy đủ hạ tầng quy hoạch bài bản. Cái thứ ba nữa là hệ thống về giáo dục, hệ thống về y tế nó đầy đủ. Đấy, và cái thứ tư nữa đặc biệt nhất đó là có một khu công nghệ cao. Và công nghệ cao thì người ta sẽ hút rất nhiều các chuyên gia nước ngoài đến sống và làm việc tại khu đó. Đối với đất nền ấy, thì nó là cái sản phẩm được gia tăng cái giá trị theo thời gian và được đa số các nhà đầu tư yêu thích đầu tư, dễ dàng mua bán và dễ dàng sử dụng, thì đó là cái sản phẩm tiêu dùng phổ thông. Và đặc biệt nữa là cái diện tích sử dụng nó sẽ lớn hơn cái diện tích sở hữu. Và mình thì cũng có nhận được một số cái câu hỏi đó là cái thời điểm hiện tại thì nó có ảnh hưởng gì đến cái thị trường, đến cái số lượng giao dịch trên cái thị trường bất động sản Hòa Lạc không? Và đối với cá nhân mình ý, thì nói chung về thị trường thì nó có ảnh hưởng nhất định về cái số lượng giao dịch trong cái thời gian dịch vừa qua. Còn nói chung về cái thị trường bất động sản Hòa Lạc thì đối với cá nhân mình đánh giá thì là không bị ảnh hưởng quá nhiều. Vì ở đây thì cái giá trị cái sản phẩm ấy thì nó cũng đang thấp, tổng sức nó cũng chưa cao. Và hai là ở đây thì nó là cái hiện tại thì cái giá nó đang là cái giá mặt bằng chung của thị trường và nó không bị thổi phồng như một số các khu. Mình thì mình có thể lấy một cái ví dụ này, ví dụ như bình thường là để mà một sở hữu bất động sản thì đối với nhà đầu tư mà người ta sở hữu là 100 mét bất động sản ở trên Hòa Lạc ấy, thì nó chỉ bằng người các nhà đầu tư ở Hà Nội nó chỉ rơi khoảng 30 mét là cùng. Ở trên đây thì là những cái chia sẻ của cá nhân mình và mình hy vọng là sẽ giúp ích được cho các bạn để đưa ra những cái quyết định sáng suốt trong cái việc đầu tư vào thị trường bất động sản hiện tại. Xin cảm ơn các bạn.